Ok, hai xe bạn đã trở lại với xe của mình là hành trung bên đây ha. Và hôm nay chúng ta sẽ có một con siêu xe chạy địa hình như các bạn. Đó, theo yêu cầu của mọi người ha là anh hành trung đi làm một chiếc siêu xe đi địa hình đi để chúng ta đi đến hầm mà bé bé Lê Văn Ma. Đó thì hôm nay mình quyết định độ con xe địa hình. Con này gọi là siêu địa hình các bạn. Nó tên là Can, nó tên là Can các bạn, Can Nam. Đó, xe tên rất là chất không? Nhưng mà nó là một con siêu địa hình luôn mọi người. Đó, ở ngoài đường cái xe này nó chạy ở đó, nó leo các bạn thấy không, nó leo còn hai cái bột của các bạn. Có điều đánh lái nó hơi cực các bạn ơi, đánh lái nó không qua hết bạn, ta lái rất là nặng luôn mọi người. Đó, nó đi địa hình các bạn, thử leo lên cái này coi. Ủa, leo không được luôn các bạn ơi, cái này cao hơn con xe á. Đó bạn, cái buộc nó nhìn cái buộc cái giảm sóc phía sau rồi với giảm sóc phía trước các bạn, giảm sóc phía trước nó chéo vô còn hai phía sau nó hành đứng các bạn. Đó, con Amda giờ mình chạy qua nó luôn nè. Ờ, con Amda đúng ơi, chồng bút bánh đó các bạn ơi, cán nó chồng bông luôn. Hello em yêu. Rồi cán qua nó không được bạn ơi, con Amda này nó có kỹ năng đặc biệt các bạn, Michael đụng không được. Michael đụng vô là gãy giò ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ test thử con này nha mọi người. Đó, đi lên trên núi Hâm Ma các bạn. Đây là con xe chi ngọc gót các bạn. Con xe này là địa hình đúng các bạn. Bốn bánh các bạn, nhìn cặp buộc nó nè các bạn. Nó cặp phục nhìn cứng chưa, nhìn hai bên hai cặp phục hai bên nè, bốn phục độc lập nha. Đây là máy của nó, máy của nó xài máy gì đây, turbo G nó xài động cơ turbo các bạn. Nó cặp phục nó cao lên tới trên đây luôn các bạn, cái gắp xe nè rất là cứng các bạn, bánh là bánh đi địa hình luôn. Đó, phía sau cái phục mà nó máy cao chưa, ở đây còn thêm hai anh nhận sẵn đa điểm các bạn. Đó, hệ thống treo độc lập đa điểm luôn, máy của chiếc xe đó các bạn. Rồi trên đây có hai cái gì ta, hai hình như cái dầu của phục các bạn ơi, dầu phục mà nó bự tới cỡ này là các bạn biết rồi đó. Xe này có hai chỗ thôi nha. Đóng cửa lại. Đúng rồi. Ôi coi xe này. Đóng vô phía sau bạn ơi. Vô phía sau cũng khá là bốc đó. Em coi xe này độ được gì không ha. Chúng ta sẽ đi lên núi tìm bé Ma nha mọi người. Mọi người nhớ like, subscribe kênh để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, không có. Không có màu đỏ, bạn dứt cái màu đỏ đi cho nó ngầu. Đó, hệ thống đèn nè, đèn pha chắc tối nó mới sáng. Này chạy cái này chạy thì nó hơi bị giật nha mọi người. Nó cái này là chồng tua, cái này là lực kéo nó rất là cao luôn các bạn, nhưng mà tốc độ nó đi không bao nhiêu hết bạn. Là bạn hiểu không, giống như là lực đẩy của xe thì mạnh đó bạn, nhưng mà nó không có chuyện như gia tốc để tăng tốc độ các bạn, nó thiên về lực kéo hơn. Nó lực kéo chứ lộn, nó sẽ kéo chiếc xe kéo như là cái mô bên sắt nó cao các bạn, nó kéo như kéo xe tải các bạn, mà nó không nhanh được các bạn ơi. Nhanh thì vẫn nhanh hơn xe thường á, nó giật mà kéo về tới tan các bạn, kiểu như hết tốc độ nó sẽ dồn số 1, số 2 là sẽ là số mạnh nhất của chiếc xe các bạn, rồi số 3, số 4 thì là mình số bình thường. Hỏi các bạn thấy cái phục của nó đi không, đục phục đi địa hình nó có khác bạn thấy không, leo dĩa nè, nó nè bánh xe gớt nè, nó leo lên nè, gớt xuống nè, leo lên nè, phục cái nhúng lên các bạn thấy không, nó nhúng lên tới nóc cao luôn kìa, nó hạ phục xuống nè tới gờ nhỏ thôi bạn, để cho coi cái phục sao nó bạn. Đó, bạn thấy phục sao nhúng không? Nó leo lên nè. Đó. Đó, thấy ghê chưa? Đó, phục nghĩ nhúng dữ lắm. Đó, ok ha. Bánh xe này chỉ đi địa hình nó tái ngoài đường phố nó hơi bị trơn các bạn ạ. À, tôi du lịch gì chị Bảy ơi, giờ thời buổi này corona không ai dám đi ra ngoài đi du lịch. Hả chị Bảy? Ôi, ây da, ây da, ây da, ây da. Nó cung, xe này nó phục, nó cứng quá bạn ơi, phục nó cứng mà vừa. Mà nó, hành trình nó dài bạn, nên chạy nhanh nó hơi bị chồng chền á. Đó, chiếc này phải đi đường núi bạn ơi, xe cứng lắm các bạn. Mấy chiếc upload này là thường cứng lắm. Cứng chơi được, đồ chơi hạng nặng các bạn, thấy nó dũng đã các bạn. Cầm phục nó dũng là nó. Còn cái giờ hành trình phục nó dài lắm bạn, nhìn nhúng nào. Nó im, rất là im rồi mọi người. Thấy vậy chứ con này chạy được trường yêu lắm nha, giỡn nha. Để tên mọi người nhớ like, để lại cho mình một like, subscribe để hỗ trợ channel của mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Nó nhúng nhẹ cái. Bây giờ lên dốc nè. Đó. Đó ôm cua các bạn thấy không? Đó, cái cuộn cái kia nhìn đẹp không các bạn? Đó. Chạy đường này rất là im các bạn, đánh lái đường này nè, nó bao luôn các bạn, bao bám đường luôn. Cái tua máy rất là cao các bạn nè. Khởi hành ngay gấp các bạn xem nè. Đó, mạnh lắm, xe mạnh lắm các bạn ơi. Xe nó được trang bị
một mình sống rất là cao ở vòng tua thứ 1, thứ 2 các bạn. Đó, leo với cái đường này là không có vấn đề các bạn ơi. Đó, chạy im lắm các bạn ơi. Vô đường đất là nó càng bấm đường nha, để mình test lội nước cho chiếc này luôn nha các bạn. Đó, thấy ôm cua không các bạn, rất là điêu luôn các bạn. Đó, chạy 100 km/h mà lái kìa, rất là dính đường luôn. Đó, đã không? Quá đã, quá đã, quá đã. Đó, phục đúng rồi, nè thử lọt bánh xuống nè. Đó, quá đơn giản mày ơi. Xe này đặt máy rất là cao các bạn, bô cũng cao nữa các bạn, nhìn phục nhúng rồi. Nó nhúng đã ghê không? Đó, còn nó nhúng khắp nơi các bạn. Leo cái bánh lên các bạn. Leo cái bánh lên. Đó, leo cái bánh lên. Cho bạn coi là xe nó quặn cỡ nào nè các bạn. Đó, thấy ghê vậy các bạn, dẫn động 4 bánh nữa các bạn. Đó, nó leo được mọi địa hình đó các bạn. Thiết kế cái hệ hốc treo này khiến cho xe nó leo rất là thoải mái các bạn ơi. Đó, xe độc lập 4 bánh luôn. Bánh này cao lên thì bánh kia dẫn đi nguyên vậy các bạn. Ghê chưa, ghê chưa, thấy con địa hình này ghê chưa. Các bạn nhớ để lại một like và subscribe để ủng hộ mình nha các bạn. Đó là động lực để mình làm thêm nhiều video, các bạn nhớ like, subscribe thôi, một hành động nhỏ của các bạn thôi á là giúp cho mình có thêm rất là nhiều động lực để làm video á mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Đó, lội nước để con này lội khá là sâu đây. Nước này không phải vấn đề, phục nhúng các bạn, nhúng lên tới cái vàng trên rồi thấy không. Đó, để mình chỉ các bạn ha, tại sao rồi cái vàng này nó để hở lên các bạn. À, để nó nhúng lên trên các bạn, nó nhúng nó cao hơn này đó các bạn. Nó tại sao phải khoét lỗ rồi, cái cặp phục này nhúng rất là dữ luôn mọi người. Còn phía sau các bạn, phía sau cặp phục có cao sẵn các bạn, từ dưới đây mà lên tới đây là cao lắm mọi người. Rồi thêm cái dầu phanh ấy tuốt trên cao nữa, cái ống bô ở đây nữa nè, à, máy đặt ở đây các bạn, loại nước kiểu gì cũng tới ống bô bạn, cũng cao lắm rồi đó. Còn phía trước không có đặt, phía trước đặt máy bạn. Máy kéo dài từ phía trước tới phía sau nè, cho này cái lọc gió đó bạn ơi, cái hút gió nè, cái cửa xe kìa. Đó, rất là hiện đại luôn. Đó, này là đồng hồ xe nè, anh ngồi trong xe cho bạn xem ha. Cái này tên là Canam nha mọi người. Nó siêu xe địa hình, cái sườn xe các bạn, sườn nguyên xe luôn, cho nó nhẹ xe các bạn, để cho leo cho đã. Để xe nặng quá leo cũng là cực hình đó các bạn ơi. À, thử lội qua cái chỗ này nha, đi từ từ nha. Đó, phục đúng rồi đó. Đó, dừng lại. Đó, trời ơi nhẹ nhàng thôi. Đó, lội cái một ơi, lội cái một bạn ơi, không không có gì hết, vẫn đơn giản nè. Lội qua khúc sông hơi sâu sâu này xíu nha, cái hồ hơi sâu sâu này xíu nha bạn. Không tới người trong ngồi xe đó bạn, thấy không, xe này nó có lỗ hót nước ở dưới nè mọi người, các bạn thấy không. Đây để mình chỉ cho bạn xem nè. Đó, xe này nó chiên ngập gót nên bạn thấy không. Đó, có cánh cửa nè, nó không có đóng hết bạn, cánh cửa nó có chút xíu rồi để ngăn thôi nè, chỗ này để hót nước ra nè. Khi xe chạy ra ngoài là nước sẽ tràn ra ngoài đó bạn ơi, để không nước không động rồi xe bạn. Nhà sản xuất rồi tính toán hết rồi, mình cứ lội nước thoải mái thôi. Đó, lội nhẹ qua đây cái. Đó, nước rất là sâu các bạn, ngập qua ống bô các bạn ơi, xe vẫn leo được. Đó, xe đi upgrade, chuyên upgrade nó phải ngầu như vậy bạn ơi. Chiếc này xứng đáng là một trong những siêu xe upgrade đó mọi người. Để mình đem chiếc này vô bạn, nó không phải chiếc siêu xe nữa ha. Nó rất là xịn và hiện đại các bạn. Lamborghini mà Ferrari tuổi gì mà leo được mấy đường này nó. Hết thì ve lên luôn các bạn ơi. Đó, cái G nó rất là cao các bạn. Cái này không treo các bạn thôi, phục nó nhúng các bạn. Đó, cái phục có phê không? Rớt phục xuống nào đó. Xe nó nghiêng nè. Mình chạy nước nè, chỗ này xong nè. Rồi tắt máy luôn các bạn, chết máy luôn các bạn ơi. Chỗ này sau mình chạy qua vẫn được, mà mình chạy mình nhấp nhấp ga bạn, chạy không điều ga nó bị chết máy nha mọi người. Các bạn nhớ bài học này nha, chạy là phải chạy điều ga qua nha, không có nhấp nhấp nha, nhấp là chết luôn á. Nào khác ơi, rồi tối khuya làm video với sáng bị sổ mũi đó các bạn ơi, bị sổ mũi nha, chứ phải bị cô đơn quá nha mọi người. Rồi sâu gì đó bạn không, nhưng mà điều ga vẫn qua cái một lúc cán các bạn, thấy không, người Michael ướt nhẹp các bạn, tóc chưa ướt các bạn ơi, tóc còn chưa ướt, để mình lượn cái nữa là tóc ướt mà, lượn cái nữa là tóc ướt mà. Đó bạn, lúc đầu luôn các bạn. Ok, tiếp nào, thử leo núi nào. Lội nước là lội nước lúc đầu luôn các bạn, lội nước là lúc cán luôn các bạn, mà phải chạy nhanh thôi nha. Đó,
mắt cao luôn, mắt cao luôn, đó là lội được hết. Bạn thấy chưa, chạy phải là lúc cán ga luôn cả, mắt ga á, rồi luôn chết máy luôn rồi. Vui vẻ không vào, vui vẻ không vào, chỗ này hơi ấy, đi màu đẹp mới chịu. Nó đi vào cam nè, anh đi vào đỏ, bây giờ tôi đi vào cam nè. Cam máy của Lambo á ha, tôi đi sâu dữ ta. Ôi, lâu quá lẹ, lâu quá lẹ. Thử mình leo khúc này lên, thử lên lên nổi không nha mọi người. Đó, xe chiên địa hình mà. Cái dốc đá này không có chỗ tiếp cận, không có điểm tiếp xúc mày ơi. Nó nhập to lên đúng không? Ôi, bò được lên luôn kìa bạn, mình cầm bốn bánh này nó xây kìa bạn, ui lên luôn kìa, ui lên luôn các bạn, ui trời, bắn chớ bắn chớ bắn chớ bắn chớ bắn chớ bắn chớ, lên nổi luôn bạn, dám bắn chớ là lên nổi luôn á, lên luôn, bấm lên bấm lên bấm lên, á gì nè, leo các bạn, chút xíu mà anh leo dữ dằn lắm bạn, xe này như xe con nhện nè mọi người. Đó, nhìn nó nhúng ghê không bạn, nhìn nó như con nhện, nhìn như con raptor mọi người, con raptor các bạn, chơi ai gặt cây, nhìn con này giống con raptor á. Đó, chạy lên đây các bạn, cái dốc này leo lên cấp 1 à, leo đó, buồn xỉn mà không leo lên dốc này được, mình phải bỏ xe luôn mày ơi. Đó, dễ gì lên cái bộ bạn, dốc này khó lên lắm chứ không phải đùa không mọi người. Đây đây đây, test được khó hơn nữa các bạn, cái dốc này kinh lắm mày, dốc này gấp gần mà 90 độ mọi người, nó cỡ 70-80 độ á, em ve lên luôn này cho tăng độ khó của em nè, tăng độ khó của em nè, dành cầm 4 bánh nè. À, nó hơi, nó tưởng mình phanh các bạn ơi, tưởng mình phanh á, có chớn lên cá lên à. Đó, dân đầu 4 bánh mà chỉ còn 2 bánh tiếp xúc được là lụm mà. Phục xịn lắm. Đừng có đùa với anh. Đó, chạy mấy đường này là anh bao luôn. Đường nào anh không chấp cái đường này, không có con siêu xe nào mà làm lại mình các bạn ơi, nói thiệt luôn. Quá F150 chưa chắc làm lại mình. Các bạn 2012 của nó các bạn. Chưa chắc làm lại con này đâu, con này lắm. Leo dữ dằn luôn. Em qua địa hình khó khó hơn mình leo ha. Leo đây các bạn ơi. Đó. Ây da, ây da, ây da, ây da, lộn mèo, lộn mèo, lộn mèo. Đó, đường nào đây, con đường nào đây, con đường nhắc ra đâu đây. Nè, ra bãi biển à. Bãi biển đâu có ai tắm ở đây đâu, ra đây làm cái gì. Lên núi rồi, có đường mòn lên núi nè. Đây, mấy đường này mình leo cái một. Đâu đâu để mình độ bánh chiên abroad cho nó các bạn. Đó, con này mày dứt cặp lớp abroad xịn đó, thì không biết cỡ nào ha. Quét. Trời. Quét nè, cầm một rod. Đó. Đổ bánh bự luôn mọi người ơi. Đổ bánh bự luôn á. Bánh abroad cỡ lớn luôn nè, lên. Chạy cầm 4 bánh các bạn, thấy 4 bánh nó xay không các bạn. Đó, đường chơi cái nào cũng leo cái một, dễ gì được được tôi. Lên luôn các bạn ơi, leo lên vỉa hè luôn ha. Đường nước này là đâu có làm khó được mình. Tiếp thôi mình thử chỉnh đi trong trời mưa luôn các bạn, cho mưa luôn, mưa đi bạn ơi, mưa nhẹ cái rồi coi bạn có cản được mình không. Đó, đèn sáng các bạn, đèn sáng luôn á, chưa còn đèn đâu, bỏ điện thoại nhỏ nhỏ thôi. Trời mưa hơi trơn, thấy đất đá hơi trơn bạn, mà xe này nó khỏe lắm mọi người, nó leo dữ dằn lắm mọi người, đều dữ dằn dữ dệt lắm. Mấy cầu cuối này là không phải là đối thủ của nó luôn, nó thẳng đó các bạn. Nó trời mưa luôn các bạn, trời mưa nước đọng rồi bạn thấy không, nước đã đọng rồi luôn rồi, nhưng mà không dễ gì leo mấy cái giờ này nè. Đó, bò lên cái một mày thấy không, mình chạy té xình nha luôn các bạn. Đó, chỗ này hơi bị trôi nè, chỗ này chưa bám rồi được đường nè, từ từ hết tốc độ, hết được cua về lại gặp bám lại được thôi. Đi trơn nè bạn, trời ơi sỏi đá trơn cắt nè. Đó, đánh lái liên tục bạn, đánh lái chém mũi phải liên tục bị xe bám đường rồi nha. Này mình hướng dẫn bạn nè, chạy nè,
tăng tốc lên đúng không, nó bị chơi đúng không các bạn, đánh lái trái phải liên tục bạn để giữ trái lời đó, đánh trái phải liên tục nha, ngắp một hồi xe nó sẽ bám lại được đó. Giữ 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 bạn phải giữ nha các bạn, buông ra là tiếp tục á đó. Đó giữ lại được nào, giữ lại được nào, lúc này chuẩn bị được nào, lên lên à, không lên được các bạn, lên đó giữ lại được, các bạn thấy lên đi không, chạy hư lớp luôn bạn ơi, chạy cái này hư lớp luôn á, hai mỗi lần chạy hư mỗi cái lớp, hai mỗi cái lớp luôn á, được lầy ra hơn kìa mọi người, được lầy ra giảm mang bả cường lên ha, ta lúc nào cũng phải để về cấp xe luôn là tiến tới bạn, đừng để nó bị tuột, nó bị tuột rồi kéo lên lại mệt lắm. Rồi chạy mưa thôi mà chơi thôi, cũng chờ lại sáng đi. Ảnh đi vượt kìa, ôi ôi đẹp không mọi người, à, lên thập bé ma trời gì đang dùng nước rồi, để chụp hình ngay dòng dùng nước nè bạn đó, ngầu chưa, thấy ngầu chưa, chạy phải như vậy đó, thử thả dốc xuống nè mọi người. Các bạn nhớ like, subscribe, ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Chỉ cần các bạn để lại một like, một đăng ký thôi là động lực của mình làm thêm những video mới rất nhiều luôn mọi người. Hoặc là comment lại ý tưởng các bạn muốn mình thực hiện các bạn. Cái lớp nhìn nó bóng lửa các bạn ơi. Đây mình sẽ leo hẳn từ cái ngọn hướng này lên ngọn núi cho bạn xem nè. Cái hướng này hình như mình chưa đi được nào nữa. Đó. Leo lên. Ôi trời, cây cỏ kìa. À, anh nhắn leo cái một rồi, anh leo 60 km/h luôn. Lên. Holy shit, đó, leo kìa. Không để giật tốc rớt xuống dưới 10 km/h nha mọi người, dưới 10 km/h sẽ tụt đó. Các bạn thấy không, dưới 10 km/h tụt liền các bạn. Để cho từng mặt các bạn giống này rồi. Phải gạt ga mát ga lên, gạt mát ga lên để không xe không tụt nữa. Lên đạp lên, đạp lên, đạp lên, đạp lên, bấm lại, trời ơi, bấm có người mù bịch xuống mày ơi. Tắt mù bịch luôn á. Ừ, xe cháy bánh đúng không mày. Cua liên tục bạn, cua liên tục, phải giữ xe lại. Cua liên tục, cua liên tục, cua liên tục. Đánh lái lại, đúng rồi, bấm lại được đường rồi nè. À, cua phải mày ơi, cua phải nhiều hơn mày. Ôi má, cháy lớp luôn mày, nổ lớp luôn. Ây, mẹ bạch gặp lớp rồi ơi. À, xe nóng lớp qua bạch mẹ gặp lớp rồi. Oh my god, hắn lại. Xe bây giờ hắn không nổi đâu mày ơi. Hắn lại. Chảy lớp vậy, nóng lớp quá. Rồi. Mẹ bạch giữa đường các bạn ơi. Thiệt hại thiệt chứ. Thiệt hại thiệt chứ các bạn ơi. Cái xe nổ lớp giữa đường các bạn, tai họa thiệt chứ, giờ sao chạy lên đây? Thế về sao về đây các bạn, xe mẹ bể lớp giữa đường rồi, vô tình đi chứ, bể hai lớp các bạn, lớp trước lớp phải luôn rồi, có vạch rồi, giờ leo không nổi mày ơi, đường này leo không nổi rồi, cái đường mòn rồi mẹ, tạm quá các bạn ơi, chạy mình mám vố các bạn, mình sợ tụt dốc, đạp hết ga mọi người về cái kết, bể mẹ hai lớp rồi, kỳ này chết luôn rồi bạn ơi, kỳ này đen lắm rồi bạn, kỳ này đánh nhỏ luôn bạn ơi. Chạy còn hai lớp thì chạy vẫn được bạn ơi, vẫn đồng 4 bánh các bạn, còn hai bánh hai bên đều vẫn còn điều xe bạn, chúng ta phải kiên trì, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này được thôi. Đó, chạy lúc nào phải mắt ga lên, mắt ga lên hai bánh nó bám không nổi bạn ơi, phải hai bánh trước hai bánh sau đó, đều các bạn, còn này một bánh trước một bánh sau nó hơi quải xíu, chúng ta sẽ đi được mòn này vậy, dốc này lên nổi. Rồi, từ từ các bạn thắng xe lại các bạn, cho xe nó nguội bớt cái lớp các bạn ơi, để lớp nóng quá nó bể á, nó nổ lớp các bạn ơi, này mà lớp nó nóng quá thì anh em nhớ để ý chạy xe đừng như mình các bạn, chạy hấp vô quá nổ lớp á, lớp nóng á. Các bạn thấy ga tăng năm nó thực tế cho mọi người, nó giống y chang thiệt luôn, cày cản vào cày luôn, nó vẫn leo đi về được các bạn ơi, vẫn đi được, leo dốc xương xương được thôi chứ không có gì đâu, leo dốc cái tầm dốc lớn được,
vẫn còn bám được như thường các bạn. Đổ lên các bạn, phải đưa vận tốc nào cũng trên 15-20 nha, còn có hai bánh à, không có ai nào mà bứt tốc lên được. Chỗ này có đường mòn nó dễ đi. Này chúng mày là mát ga nè, mát ga nè, mát ga nè. Không mát ga là nó nổi đó. Đổ lên anh ơi. Rồi lên được rồi, lên được rồi, má mừng quá bạn ơi. Hai bánh mày vẫn kéo cái xe lên nổi á. Ôi bạn thấy kỳ tích ghê không? Kỳ tích không? Ghê không mọi người? Ôi! Chinh phục vượt đỉnh núi luôn nè các bạn. Ôi ơi, vẫn chơi rồi, vẫn chơi. Hai bánh luôn á. Hai bánh luôn á mấy anh chơi ơi. Trời ơi, hai bánh luôn mà tôi mà phi lên tới trên đây luôn nè. Các anh chơi thấy phê chưa? Thấy anh chơi hành chung mẹ ngầu chưa? Rồi, anh chơi hành chung mà đi qua kiếm ma luôn các bạn coi. Đi bằng kiến xe bây giờ mới khó nè. Bây giờ mới thật sự khó nè. Đi tìm bé ma, bé Lê Văn Đại. Ủa, bé Lê Văn Đạt chứ. Gớt luôn cánh cửa luôn rồi. Sao xe này nó thiết kế để gớt mọi người. Ủa xe này vẫn có cái máy che mưa à. Nãy mình tưởng nó không có máy chứ. Ủa, có cái máy rồi. Như nãy mình mod vô nó có. Rồi các bạn ơi. Đó, xe đó ơi, thộn. Trời ơi, má quả tới rồi, rồi quả tới luôn. Tử gẹo luôn quá, ấy á, rồi luôn rồi, hy vọng xe đó đủ tướng các bạn ơi. Ấy á, oh shit, không sao, vẫn còn chạy được, vẫn còn khỏe mạnh, sao hết. Ta lao xuống như vậy là quá ok rồi. Bây giờ mình sẽ leo lên cái dốc bên kia. Oh no. Rồi cái dốc này rồi lên phải bắt chớn mới được. Bắt ga luôn. Hai bánh. Cố lên. Đó là 80 mét giờ lao lên các bạn ơi. Liều đúng không các bạn? Đó, liều rất nhiều. Nên được các bạn. Đó, giờ chúng ta đi lên đỉnh này chuẩn bị tới chỗ con xì ma các bạn ơi. Đổ lên bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi. You can do it bạn ơi. Bạn ơi, bám lên bạn ơi. Chết rồi bạn ơi. Cô ra đỉnh lấy được, đỉnh lấy được bạn. Ôi. Trời luôn rồi má, chắc chỉ một diện qua này quá. Đổ lên. Chúng im lại. Ok. Lên, ở đây có được một nè. Bấm lên bạn ơi, lên được, xe mình mặt ra. Ồ, lên luôn các bạn ơi, máy mai thật sự các bạn. Mày máy mai luôn, em bước đi cùng mày. Là một thằng con trai. Lên. Đó. Trời ơi, xe chạy nghiêng các bạn, ghê quá, lên luôn. Mày đạp bắt ra và đi cái cua. Ghê quá bạn, mình sợ nó lật cái dưới các bạn. Xe nó mạnh đó bạn, xe mà yếu lật mẹ dưới kia rồi. Đi có hai bánh mà, hai bánh kia bể lớp rồi. Có kèn nữa bạn, làm gì né. Còn đối với trước rồi có mẹ bán bé mai rồi. Ui dạ. Trời, có cái gờ qua dập giái rồi. Dập chiếc cúc các bạn rồi. Dập giái nghe hơi bậy bạ quá, dập chiếc cúc. Hai chiếc cúc đi luôn các bạn ơi. Ôi ôi rồi luôn, thắng lại không được luôn rồi. Ấy à. Lao thì nó chậm mấy đỉnh luôn đó. Ấy à. Holy shit. Mày máy mai ơi, em có lên được không? Mày máy mai ơi, cố lên. Cố lên mấy bài máy mai. Đấy, cuối cùng anh cũng tìm được gần tới rồi bạn ơi. Thắng lại. Ủa là đừng mặc được nữa bạn ơi. Rồi ha, nó vẫn chạy còn 7 tấp dụng các bạn ơi. Xe nó bị chinh hai bánh đó các bạn ơi. Nó bị ngã qua hai bên các bạn, là do xe nó không đều các bạn. Bên phục kia nó không đều á. Đó, chạy lên thằng bé mà máy mai. Mình nhớ được các bạn, ta đi đường tắt lên nha. Dọc rồi lên nổi các bạn ơi. Đó. Khả năng lái quen, mình đã lái thành được cái xe này các bạn ơi. Đó. Lái dòng lúc như thế nào. Qua bạn cua heo chớn các bạn, đừng có nghịch lại đó bạn, đừng có nghịch lại cái gia tốc các bạn,
xe gì đâu, xui theo nó bạn, xui theo nó là gớt luôn đó, tụt chốc đó. Nó xe có hai bánh lên cực các bạn, nếu anh sửa thì nó không có công bằng đâu mọi người, chạy phải như vậy mới vui. Chạy hở chứ sửa, hở chứ sửa nó không vui các bạn ơi, má mặt trời giỏi quá không thấy được lái luôn á. Giỡn lên nè, làm một cung lên luôn nào, một cái lên luôn. Lên luôn, mắt và tóc lên luôn. Kéo lên, kéo lên, kéo lên, mày mai ơi, lên em ơi, xíu nó thôi. Lên luôn, không có nổi, không có nổi bây giờ, lát ngang qua đây cũng được. Ui, thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Từ bạn ơi, chỗ này nó bám còn được. Mai, 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 em muốn đi cùng mày. Nó leo lên được các bạn, nó lúc này đã được nè, lúc này nó bám được. Ui, hình như bé mai ở cái góc phía trước các bạn ơi. Ờ đúng rồi, cái góc phía trước thôi. Đây, cách một đoạn nữa thôi, tới bé mai rồi. Cấp chạy lần này đi thăm bé mẹ mai đi các bạn ơi, anh giành xì bạch luôn, mày nhận leo được khỏe luôn các bạn, xì rất là khỏe luôn các bạn, chắc hai bánh luôn rồi đó. Đấy bé mẹ mai đi bên đây nè, phải mày ơi, bé mẹ mai còn lên thêm một xíu nữa, lên luôn, lên luôn, lên luôn chị bảy ơi, bên đây đúng không? À đây nè bạn ơi, bé mẹ mai ở đây nè bạn, tới rồi bạn ơi. Cuối cùng mình cũng tới nơi, có bé mẹ mai rồi. Giỡn hoài à, xe này anh leo từ trước bên kia, anh leo tới đây luôn á. Thật là kỳ tích. Tôi tới giờ bé mai xuất hiện thôi. Bé mai đâu? Bé mai, xuất hiện đi. Chưa xuất hiện nữa. Ai đi rồi. Mà anh hư đèn hết rồi, nên sửa xe lại. Ấy sao trời ơi, chạy chạy chạy, mới mở đèn lên cái mai mà trốn rồi bị công an thấy mình sửa xe mà trốn luôn bạn, tào lao rồi chứ đó. Rồi đây cái mai máy bay đây mọi người ơi. Dạ ok ha, đèn cũng sáng quá ha mọi người. Dạ ok ha, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha bạn, các bạn hay đừng quên bỏ lại. Ui sáng lắm mày ơi, đèn không quá như đèn pin, đèn dầu đó các bạn, đèn này đèn siêu sáng luôn. Các bạn hãy nhớ để lại một like, subscribe cho channel mình nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại một video tiếp theo. Lao xuống đường các bạn. Đó, đèn sáng thấy không? Sáng cái vùng trời luôn. Rồi hay lao xong rồi đó. Đi ra. Ui ơi, mày lao như vậy tao nổ xong mày. Tao thua luôn mày, sợ ma quá mày. Ok, bye bye mọi người, hẹn gặp lại một video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ like video nữa.